Bảy nè. Ơi. Con cảm ơn Bảy nha. Mơn gì à? Vừa rồi nhờ cô Bảy giả bộ bệnh, mẹ Lan mới chịu ở lại với con đó. Ý trời ơi, cảm ơn cái gì? Coi như là Bảy đẩy thuyền cho con. Nhiệm vụ của con á cũng phải đẩy giùm cái thuyền cho Bảy nha. À, đẩy cho Bảy với ba con chứ gì. Như thế này á là Bảy với con thực hiện chiến dịch đẩy thuyền kép rồi còn gì nữa. Vậy là con phải dùng nhiều sức nha, tại hai thuyền lượt. Dạ. Ê, dạ. Giờ này còn kêu gì Bảy gì nữa, kêu lại tiếng cho nó bắt cuộc coi. Con cảm ơn má. Trời ơi, thằng này rất là trai và nó còn có duyên nữa. nghỉ đổ luôn. Con lên, tao mừng gà cho ăn đi. Dạ. Trời ơi, cái thằng nói chuyện có duyên đi không. Trời ơi, dạ. Tao cưng mày quá trời cưng luôn rồi. Đi. Trời ơi, mày ơi, phụ giới mưa rồi. Phụ. Mày làm đâu phụ, chú hai một tay coi. Dạ. Tụi con, thằng thanh niên nào qua đây cho tao nước coi. Nè, thằng thanh niên nào bỏ qua đây cho tao nước coi. Dạ. Phụ tao đi. Con em này, trời ơi, sao tướng nào không lo cho gì cái này nữa con. Anh xếp vô lên hai. Xếp vô cái đó. Ừ. Trời ơi, con gom cái này đi con. Nè, con. Bên này nè, bên này. Đưa cái này vô. Bên này con. Đi, giờ này phơi nắng sớm nó hơn nè. Bây giờ làm cái gì nữa? Ở đây con. Không ơi, con gom cho đàn nhà cho cô. Nè. Tại cái này nãy mình phơi rồi. Để đi vô. Đưa cho đừng ướt thôi. Lẹ con ơi, con. Con ơi con. Ông ơi còn hai cái kìa ông. Rồi. Đi ra. Chạy. Vô trong luôn đó đi. Rồi. Thiệt tình. Mưa gió gì bất ngờ không? Ông ơi, mưa cái đầu ông ơi. Thiệt tình, thời tiết bất thường thiệt. Mưa vậy mệt rồi ông ơi. Đơn hàng người ta đặt hết rồi, mà giờ ông vậy chết được. Tết bà, tới chưa? Dạ, bà yên tâm đi, chắc khách sẽ thông cảm cho mình thôi. Gần Tết mà mưa như thế này, làm sao giao hàng cho khách đi. Mọi người ơi, con lo quá. Mưa ướt bánh tráng vậy, lấy gì tối cuốn đồ nhậu. Thì tàu lao, hết thì ra chợ mua. Trời ơi, hai ông khùng, nhà mình giữa bánh tráng mà thiếu gì. Lo là lo đơn khách kìa mấy ông thần. Dạ quên dạ. Ơi là trời, không có tâm trạng gì hết trơn á. Ổng buồn vậy kìa, vô dọn đồ nhậu quay. Bà ơi, năm nay thời tiết thất thường quá, không thuận lòng người. Vì vậy tôi sợ cơ sở bánh tráng mình mất uy tín với người ta, rồi khách hàng cũng bỏ mình. Bây giờ tôi phải làm sao? Trong tâm tôi quyết giữ cơ sở bánh tráng này vì cái làng nghề bánh tráng này nuôi sống gia đình mình. Tôi không bỏ. Nhưng lúc này tôi gặp rất nhiều khó khăn. Bà hãy phù hộ cho cha con tôi vượt qua khó khăn này nghe bà. Bà, kiểm tra mấy cái danh sách mà mối đăng ký để lấy bông, lấy kiển đồ của mình á, bà kiểm tra kỹ chưa? Kỹ hết rồi, ông yên tâm đi, đừng lo hết á. Ý tôi nói là mấy cái mối mới kìa, mấy cái mối mới mà đặt hàng năm nay nè. Mối mới, mối cũ gì cũng xong xuôi hết rồi. Mấy cái mối mà người ta gửi cây cho mình chăm sóc hàng năm á, tôi cũng là chu toàn hết rồi, chịu chưa? Bà lúc nào cũng nói yên tâm nha. Sót cái mối nào mà đầu năm đầu tháng người ta điện thoại cho tôi, tao bắn vốn nha, là bà tới công chuyện với tôi nha. Tự dưng cái nói rủi vậy không biết à. Tiếng
ông nghe cái cô ca sĩ cổ hát á, cái điệu gì ông biết không vậy? Hát cái gì? Hả? Nó rống chứ hát cái gì? Cái bài này là bài gì, cái điệu gì mà sao nghe không ra ông ơi? À, mới đầu tôi tưởng là hay mà sao nghe nó lạc lạc làm sao quá phải không ông? Ôi trời ơi, sao mà hát giống như là rống vậy trời? Cũng bà không chứ, cái gì vậy? Tự nhiên đồng ý cho mẹ con nó vô dựng bông quay chi vậy? Bây giờ nó rống cái kiểu đó. Thì ta nói nghe nói Anna Tiểu Phụng ca sĩ hải ngoại về, tôi tưởng là hay lắm. Rồi cái tôi cho về mình công đôi chuyện, mình được coi văn nghệ luôn. Mà có về đâu kỳ cục dữ vậy nè trời. Ô ngài cái tưởng vô tưởng tượng gì đâu không à. Nó đóng cái kiểu đó đó. Rồi mối lái nào mày dám vô đây mà đặt hàng. Chết rồi ông ơi. Vậy giờ sao ha? Bây giờ chắc cũng phải ráng một hai bữa nữa thôi. Rồi có gì rồi nếu mà chồm sớm mà người ta có phiền hà rồi mình xin lỗi thôi chứ sao. Mệt bà ghê luôn á. Anh Tư, chị Tư ơi. À, cái gì vậy Út Liễu? Trời ơi anh Tư, chị Tư, anh chị làm ơn kêu cái cô mà ở trong giường á đừng có hát nữa được không? Bà già tôi á hả, bà ngăn ngực bà thở hơi lên rồi kìa. Trời ơi. Hả? Trời ơi, đến nông nỗi này hả? Trời ơi, bây giờ sao ông ơi? Xin lỗi chứ, xin lỗi. Trời ơi đó, chị thấy chưa? Chết tôi rồi mà. Má ơi. Trời ơi, chết rồi, bây giờ sao? Vậy là ảnh hưởng đến xóm giềng dữ quá ông ơi, tôi đâu có về. Bà nở mặt nở mày chưa? À, bây giờ tính sao hả ông? Xin lỗi nha, xin lỗi bà con. Cái gì nữa vậy trời? Trời ơi. Bực bà ghê luôn á. Con ơi, đâu có đâu nè. Để mami coi. Rồi không có dính trong người con đâu, con đừng có la. Không có. Trời ơi, mấy người làm ăn kiểu gì kỳ cục vậy? Tôi đã nói với mấy người rồi, là tôi từ hải ngoại mà về tôi rất là sợ mấy con có lông lông. Mami, mấy người này không có chuyên nghiệp, đuổi hết đi mami. Rồi, để từ từ con. Đuổi hả? Tôi bị hớ mới nhận lời cho cô đó. Máy chanh, trái chanh, khác gì vậy? Biên ông, con khác nhiều, đừng nhận làm ca sĩ. Dẹp, chọn nội về, không quay nữa. Về chú. Mami, người ta chưa có hát ngọc nghĩa hết trời kìa mami. Được rồi, để mami tìm người khác làm cho con. Đừng có khóc nữa mà. Trời ơi, mấy anh ơi. Cái gì mà dọn đồ thu gom về hết trơn vậy? Trời, người ta đi hết rồi anh chị ơi. Thôi, được rồi. Mami sẽ kiếm người khác làm cho con. Nín, ngoan, mami thương, ngoan. Thôi con, bây giờ mình hát chưa có hay thì mình giờ mình luyện tập tiếp ha. Rồi chừng nào hay cái lại mình quay lại ha. Nghe con. Thôi, đi vô cho má con ơi. Thôi đừng khóc. Mami tìm người khác cho con. Rồi, mami kiếm người khác cho con. Mami con. Mami ơi, kiếm người khác cho con nha. Mami thương. Bà chiều con bà quá. Biết sao giờ thì con người ta phải chịu thôi. Bây giờ mình sao xin lỗi sống diện nè. Thôi để ta đi về, để cho về đi cho nó ăn. Nè. Thôi con không khóc nữa nè, khóc mặt xấu nè. Thiệt á là tôi xin lỗi anh chị. Con tôi con Thấm á, tính hết nó vậy đó. Tôi làm mẹ nó chứ tôi cũng không biết phải làm sao nữa. Dạ không sao đâu chị, vợ chồng tôi hiểu chị mà. Thì cũng tại chị cưng chiều con quá mức cho nên nó mới ra nông nổi vậy á. Chứ chị thấy tôi không, phải cứng rắn mạnh mẽ. Mỗi khi mình nói ra lời nào á, nó giống như là khủng long mà nó hét ra lửa vậy đó. Vậy quả mai con mới sợ, vợ nó mới nể. Dạ tuy rằng là mới có quen biết anh chị thôi nhưng mà tôi quý lắm. Tại anh chị là thẳng thắn nè, thiệt tình nữa, nghĩ sao là nói vậy à. Dạ. Thôi coi như là mình có cái duyên gặp nhau, vậy là coi như may mắn. Dạ vui vẻ. Dạ. Rồi sắp tới chị tính đi đâu nữa? À dường như là bữa trước chị nói đi về Cần Thơ thì phải hả chị? Dạ tôi sẽ qua Cần Thơ vì tôi có cái người quen thân ở bển á. Dạ. Không, thật ra hồi trước á là ổng cũng cùng quê Cà Mau với tôi luôn. Dạ. Nên là hai bên cũng rất là thân thiết. Dạ. Rồi cái sau có dịp rồi ổng mới qua bên Cần Thơ, ổng có duyên với cái nghề bánh tráng ở làng bánh tráng Thuận Hưng đó ông anh. Ê bà,
con Bảy Nhị mình cũng ở bển đó. Ờ phải rồi, của em chồng tôi cũng ở bển đó. Không chừng là có duyên hai người gặp nhau ha. Trời ơi, được vậy thì thân càng thêm thân, duyên càng thêm duyên, tình cảm càng khăng khít hơn. Dạ, cảm ơn anh chị. Thôi chắc là giờ tôi cũng phải xin phép tôi về, bởi vì tôi còn phải đi sắm sửa ít đồ, rồi đưa con tôi đi thăm nom chỗ này chỗ kia nữa. Rồi sau đó là tôi mới qua bên Cần Thơ. Dạ, vậy thôi sẵn đây tôi cũng chúc gia đình chị năm mới an khang thịnh vượng nghe chị. Dạ, cảm ơn anh chị, một lần nữa cảm ơn rất là nhiều luôn. Tôi cũng chúc anh chị sức khỏe, vui vẻ, gia đình hạnh phúc, mọi sự là coi như bình an, là muốn cái gì được nấy. Năm mới mọi thứ nó được đâu đâu đó hết ha. Bình an ha. Rồi, cảm ơn làm ăn tấn tài tấn lộc. Hẹn gặp lại anh chị sau nha. Chúc chị tấn lộc bình an. Rồi, cảm ơn anh chị, tôi về. Chào chị. Bà Tê Đa, bà muốn uống mái tóc như vậy không? Tôi uống cho bà. Trời ơi, cái chừng này tuổi rồi, tôi có phải Việt Kiều đâu uống kiểu đó. Có ngộ ngộ. Không này à. Mà cổ đẹp ha. Làm đám tưởng ngưng, giờ không chuyển tiếp nữa rồi. Nhưng này sao đây? Bà cứ yên tâm đi. Vừa rồi tụi con cũng sấy được một lô bánh tráng, con nghĩ chắc cũng đủ giao cho khách đó bà. Ba biết điều đó chứ, nhưng mà con không trong nghề, con không có rành. Bánh tráng sấy không ngon bằng bánh tráng phơi. Mình là cơ sở đã được người ta ủng hộ rồi, phải giữ uy tín chứ con. Bây giờ mình không còn cách nào khác đâu ba. Vừa rồi dự báo thời tiết cũng nói chỉ thất thường mấy ngày thôi, rồi sắp tới chắc chắn sẽ có nắng ba. Do thời tiết thất thường thôi, chứ đâu phải do ông không có uy tín. Đừng có buồn rầu quá mà. Chứ mình cũng cố gắng rồi, mấy đứa nhỏ về đây chơi có chơi đâu. Nó bu vô làm bánh tráng, nó sấy quá trời luôn. Sắp mơ tôi có tôi giao cho người ta rồi. Phấn chấn lên ông. Đúng rồi đó bác hai. Con biết là bác quan tâm đến uy tín lắm, nhưng mà con nghĩ khách hàng của mình cũng sẽ thông cảm cho mình mà. Bác hai biết điều đó, nhưng mà tại vì cái chữ tín của cơ sở mình từ xưa đến nay bà con biết rồi. Mà không phải dừng lại ở đây đâu, bác hai cũng muốn đưa thương hiệu mình lớn hơn nữa. Đưa thương hiệu bánh tráng Thiên Niên vào siêu thị, rồi đưa ra nước ngoài cho nước ngoài biết cái thương hiệu bánh tráng Thiên Niên của mình. Vậy mà ông làm gì hoài, sao chịu? Mất uy tín không? Alo, đây Hai Tráng đây. Đỡ sao giờ này ông chưa giao hàng cho tôi nữa? Dạ, đơn hàng là bên đây biết mà. Nhưng mà anh cũng thông cảm là mấy ngày nay gần Tết, thời tiết bất thường quá, cho nên chậm vài ngày đi. Mình làm ăn lâu dài mà. Chứ không phải ông lấy bánh của tôi đặt bỏ cho người khác chứ vậy? Không có đâu, anh đừng nghĩ vậy. Trời ơi, Hai Tráng này làm ăn là uy tín, không có thiên vị ai đâu. Tôi hứa một là một mà. Mà tại vì thời tiết anh cũng hiểu rồi, anh thông cảm nha. Tôi hứa cho tôi vài ngày đi. Trời ơi, ảnh đâu mà chờ ông ơi. Trời ơi, tôi nó đâu có muốn đâu. Thôi rồi ông quỷ luôn đi, tôi đi mua người khác. Vậy thôi, cảm ơn anh. Xin lỗi anh nha. Dạ, dạ, cảm ơn anh ủng hộ. Sao vậy? Khách hàng khách phiền đó, vậy đó anh sao chịu nổi. Giao hàng không đúng hẹn, mà cái lô hàng này quá lớn đi, mình trễ. Rồi bên kia trách móc nói tôi là thiên vị, cũng như là giao hàng cho người khác, không giao cho cái chỗ này. Người ta bỏ quỷ đơn hàng luôn rồi. Người ta nghĩ mình thiên vị đó, mình lo khách lớn mình bỏ khách nhỏ. Mà từ đó tới giờ đâu có sót đơn nào đâu. Bây giờ làm sao không? Chịu thôi, người ta quỷ thì mình chịu thôi. Bà không sao chứ bà? Không sao đâu, không sao đâu. Được không sao đâu, để. Được. Không sao đâu tụi con. Để vô. Cho uống miếng nước gừng nóng à. Rồi chỗ đó đó. Nhất chỗ đó đó.
Ba nè, bao năm qua ba đã vất vả chăm lo cho cơ sở bánh tráng gia đình mình rồi. Một phần là ba cũng muốn con có cuộc sống tốt, và quan trọng hơn, đây lại là nghề mà ba trân quý. Con biết ơn ba nhiều lắm. Nhưng mà qua sự cố vừa rồi, con thấy ba cần phải được nghỉ ngơi và dành nhiều thời gian để tĩnh dưỡng hơn nữa. Ba đã dành cả đời để chăm lo cho con rồi, bây giờ đến lúc con phải chăm lo cho ba chứ. Mà ba yên tâm đi, công việc của con ở trên thành phố á, dư sức để lo cho ba và con luôn đó. Thôi bỏ đi con. Anh nói cho con biết, lúc trước á, ba tự Cà Mau ba trôi dạt lên cái xứ này, lúc đầu ba chỉ làm công thôi, rồi ba dành dụm từng đồng từng cắt, rồi ba mở một cơ sở riêng cho mình. Đó là một quá trình chông gai, đổ mồ hôi sôi nước mắt. Bây giờ á, ba coi cái xưởng bánh tráng này là mạng sống của ba, ba quý lắm. Gặp bất cứ hoàn cảnh khó khăn nào, ba cũng không bỏ nghề đâu con. Dạ con hiểu à, dạ con tôn trọng suy nghĩ đó của ba. Ừ, nhưng mà thôi, bây giờ ba nghỉ ngơi đi, mọi chuyện đơn hàng này nọ con có cách giải quyết hết rồi, ba yên tâm. Rồi bây giờ hết cho con. Dạ con nhắn nhắn vài cái nữa con. Đang đã, đang đã mà. Ờ đó, ý ý ý nó. Rồi bà tranh thủ nghỉ ngơi đi nha. Ừ, con ra ngoài hóng mát xíu nha. Ừ, nữa đi cái chú vào con bóp thêm cho. Ủa sao cô lại ở đây? Tôi tính gặp bác Hai đưa mấy loại thuốc bổ uống cho mau khỏe. Sao không đưa vào trong luôn? Tại tôi thấy anh với bác Hai đang nói chuyện, tôi sợ vô làm phiền hai người nên tôi... Nên cô chọn cách đứng đây để nghe. Tôi không có nghe lén nha. Tôi đâu có nói cô nghe lén đâu, mà tôi cũng đâu có ý nói xấu gì cô đâu. Tôi chẳng có gì để anh nghĩ xấu cả. Mà thôi, không sân si với anh nữa, tôi vô gặp bác Hai á. Dạ con thưa bác Hai. Ủa Lan con, có chuyện gì vậy? Dạ con có mấy loại thuốc bổ muốn gửi cho bác Hai uống cho mau khỏe bác Hai. Bác Hai cảm ơn con nha. Dạ. À, mấy bữa nay con ở đây, con không về nhà má không la hả? Dạ. Ừ, nói nghe nè, đừng hiểu lầm bác Hai nha. Dạ. Bác Hai ý và thấy mấy ngày nay con ở đây, con lo cho bác Hai nhiều quá, bác Hai sợ phiền con thôi. Không có gì đâu bác Hai, tại mấy hôm cô Bảy bệnh nè, rồi bác Hai cũng không có khỏe, con không có nỡ về nhà. Con cũng biết một chút y khoa nên con hy vọng là sẽ giúp được ích cho nhà mình. Cảm ơn con. Mà bác Hai ơi, cho con nhiều chuyện chút xíu nha. Con nói đi. Con thấy bác Hai á, là lớn tuổi rồi, bác Hai nên giữ tinh thần mình luôn luôn vui vẻ, mình sẽ tạo ra được rất là nhiều sức khỏe luôn. Với lại anh Phong á, anh Phong vừa có hiếu nè, vừa hiểu chuyện nữa. Dạ con nghĩ á, anh sẽ giúp ích được rất nhiều cho cơ sở bánh tráng nhà mình. Bác biết mà. Chai dầu này ở đâu mà tôi thấy lạ vậy bà? Của con Lan nó mua về đó. À, này hay lắm mà nghe. Xoa vô một cái là nó thấm vô trong người ông á, là ông khỏe liền ha. Bà ơi. Hử? Tôi nghi cái vết thương này nè, ngày xưa mấy bác sĩ ở trong đơn vị á, gấp cái đầu đạn ra không hết thì sao, nó lâu lâu cái nó hành nó đau bà. Trời đất, ông suy nghĩ sao lung tung quá vậy không biết à. Cái đầu đạn á, nó đâu phải là miễn đâu mà gấp không ra. Nè, ngày mai á, nếu mà ông thấy mệt quá thì đừng có làm nghe, để tôi kêu mấy đứa nó phụ nghe. Biết rồi. Ồ, cái dầu của con Lan mua về thấy hay bà. Vậy hả?
được không? Đỡ thôi không? Vô nãy giờ nóng nóng rang rang người thấy rần 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 thấy nó cũng bớt đau nha. Ừ. Ừ. Đợt tôi may mắn á, mới lấy bà làm vợ à. Bà chăm sóc cẩn thận quá. Ông cũng biết vậy ha. Vậy sao á mà lúc nào cũng càm ràm hoài. Rồi. À, cha, dầu này có bộ hay nha bà. Thì con Lan nó mua đó. Ừ, dầu này tốt lắm ạ. Sao? Nó nóng vô cái nó rần 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 cái vết thương nó cũng đỡ riêng đó bà. Vậy ha. Bây giờ vậy, ông nằm xuống đi. Ha, nằm xuống nghỉ thì tôi ra tôi lấy sữa vô cho ông uống nha. Thấy khỏe khỏe ông ngượng chút rồi. Chờ chút đi, tôi ra tôi lấy sữa à nghe. Nè, có cần tôi phục gì không? Ôi trời, được vậy thì tốt quá rồi còn gì nữa. À mà nè, có muốn trả công không đây? À thôi, chỉ cần anh đối tốt với cô Bảy Nhị của tôi là được. Ủa, lúc nào tôi trả đối tốt với cô Bảy? Huống hồ gì bây giờ Bảy với ba tôi đang có tình ý. Cái gì? Chuyện này ai cũng biết mà, chỉ có điều là không nói thôi. Nè, tôi với Bảy đang có kế hoạch đẩy thuyền kép cho ba tôi luôn đó nha. Đẩy thuyền kép? Ừ, đẩy thuyền kép đó. Đẩy thuyền kép có phải là hai thuyền không? Thì đúng rồi, hai thuyền. Một thuyền là ba anh với cô Bảy, vậy còn một thuyền nữa là ai vậy? Thuyền kia thì hey, cô Bảy qua kìa. Trời ơi, cô Bảy con. Dạ. Chú Sáu gì năm gì tao quỷ đơn hết trơn rồi. Dạ đúng rồi, khách quỷ đơn nhiều quá Bảy. Ừ. Dạ rồi thời tiết mưa nhiều quá, cho nên là đơn hàng mình không đáp ứng được, mất uy tín với khách hàng quá. Giờ sao ta? Giờ ba con cũng đang buồn rầu lắm. Con thì không có kinh nghiệm trong chuyện này, nhưng nếu con là người mua, con sẽ rất là để ý sự tử tế của người bán. Nếu như khách hàng hủy đơn mình nhiều như vậy á, chắc chắn là họ đang hiểu lầm sự tử tế của mình á. Ờ, nhỏ nó hay nè. Ừ, tôi cũng đang nghĩ như cô. Tôi đang tìm cách làm sao để cho khách hàng không hiểu lầm mình nữa. Không nhất thiết là mình nói họ đặt đơn mình tiếp, cái quan trọng nhất là mình phải lấy được sự thiện cảm của khách hàng thì họ mới nhớ tới mình được. Trời ơi, bởi vậy người trẻ nói cái khác liền à. Hay quá, nhưng mà giờ mình phải làm sao? À, con đang tính như thế này. Bây giờ trở đi á, đích thân con sẽ đi giao hàng cho khách luôn. Ừ. Và mỗi lần giao hàng như thế đối với khách hàng mà mình bị quỷ đơn á, mình sẽ tặng thêm cho họ một phần quà. Có thể là phần quà không nhiều đâu, nhưng mà quan trọng là tình cảm của mình đối với họ thì họ sẽ nhớ tới mình nhiều hơn. Ôi ôi, nói nghe cái sơm sung liền. Ủa mà giờ dì Bảy có phụ được dì Bảy không? Dạ được chứ, dì Bảy phụ con nhiều chứ. Vậy để dì Bảy chạy vô kêu mấy chị em á, tay chân phụ. Dạ. Ha. Trời, dạ được. Mấy này nó trẻ nó hay cảm quá. Cảm ơn Bảy. Trời ơi, vậy là có đơn bánh tráng lại rồi. Ôi. Cô dạ, thôi cô rồi. Thôi cô bưng bỏ. Đúng rồi, em được. Đi, bưng vô. Đó, quá trời hay rồi. Con nào nữa không? Nào không im là mình dọn liền luôn. Nè, nhớ làm là phải xịt cồn lên tay trước nha mấy đứa. Để sếp cũng không có ngay ngắn mấy cái này giùm tôi cái nữa. Ôi, đã coi 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Má à! Con qua xa đét chơi chút nha. Con xa đét làm gì? À, mày qua mày thăm mấy con chim đa đa đúng không? Ủa? Thăm chim đa đa con đúng không? À. Đây nè, mày banh hai con mắt hí của mày ra coi đi. Tiệm bỗng bây giờ quá trời công chuyện luôn. Tết nhất tới nơi, bây giờ nhân công đang thiếu. Mày ở nhà mày phụ tao một tay một chân, bộ mày cục hay gì mà mày không làm được. Trời ơi trời, thì bây giờ mấy đứa nhân viên á, má chịu khó má nói nó là mà phát lương gấp 2, gấp 3, nó làm gì đâu. Tao đẻ mày có cái đầu để mày đợi nón chứ không phải để suy nghĩ. Mày nghĩ đi con người ta, làm tới mức độ nào đó thôi. Sức người có hạn, lựu đạn có chốt, bây giờ mày có trả gấp 100, gấp 10, mà tao không đủ sức sao tao làm. Chứ giờ má muốn sao con qua bên đó có công chuyện mà. Mà mày qua bên đó làm chi? Hôm bữa mày chưa đủ nhục hay sao? Tụi nó buông nha, tụi nó lột mày. Cái gì? Nào cười. Tao trừ lương đó nha.
Cái chuyện nó bị tụt ai biết đâu. Sao không biết? Sao tụi nó biết được? Tao kể tụi nó biết. Trời ơi trời, tụi nó là nhân viên cũng như người nhà, phải nói cho tụi nó biết. Tao nói rồi nha, đứa nào cười tao đuổi á. Má nghĩ thì sao trời. Hôm bữa mày về mày cũng đâu mặc quần đâu. Thì đúng rồi, nhưng mà nó dặn má rồi. Nó gọi điện thoại về kêu tụi nó qua đứng gần bên đi, con vô rồi. Của mày. Nè, con nói thiệt với má nha, má cũng nên nghĩ đi. Vợ chồng ông Tư Đa sắp sửa làm gì, làm xu gia tương lai không? À. Còn con Lan á là cũng là dâu tương lai. À. Thì đợi khi nào mà con cưới được con Lan á là cỡ ổng nha. Trời ơi, con xử một cái một con đó, má đừng có lo. Thôi mày ơi, cái miệng mày nói danh vách à, mày là cái thứ khôn nhà dạy chợ. Dù khi mày tới thấy mày không phải con tao, thứ con có đâu đẻ ra, phải con nhà này. Ờ, phải rồi, thứ nào nha, thứ nào mà Sủ à, xách xe chở má đi chợ con. Sủ, đi lấy thịt cho má con. Sủ, coi tiệm cho má con. Sủ, cái gì cũng sủ sủ trơn á. À, thứ nào? Thì cái thứ của ba mày đó. Ờ? Mày giống y rang ổng mà. Nè xin lỗi nha, nói chuyện với mình làm ơn nhìn thẳng mặt mình chút xíu đi. Không có nhìn mày được. Sao vậy? Nhìn mày tao nhớ ổng, tao bực lắm. Tự nhiên nhớ ba làm gì bực? Tao giờ mặt mày, tao nhớ thằng cha mày tao ghét. Mày già y như ổng vậy đó. Mà tại má thôi. Má bắt đầu là 16 tuổi má đẻ con ra thì giờ mặt con cứ hát vậy đâu chứ có gì đâu mà má trách. Mày nói mày còn trả treo hả? Tụi nó nói một hồi chứ tao lấy cái chùm nem tao tán vô đầu mày quá. Thôi. Đừng nhắc tới nem nữa. Trời ơi, lấy cục nem giả ở đâu gì để đánh bằng tay nè, đánh nè. Đó. Đánh học mày, đánh làm mày, đánh. À đó, chẳng thà vậy đi. Má tán gì thì con không nói. Má đừng lấy nem. Trời ơi, con ăn nem riết giờ con người con vuông như cục nem không thấy sao? Ủa mày nhà tao có nem dài nữa mà mày. Đó. Tại sao hồi lúc trước không chịu làm nem dài đi, phải làm nem dài là giờ này tướng con dài sọc ra rồi. Mày dài hay ngắn là hỏi cha mày đó. Mày hiểu không? Nói chung là đẻ ra mà chạy do má ăn uống sao người con nó thung lại chứ đâu phải là do ba con đâu. Nó mệt quá, tao mới nói vậy mày nói hồn tao tán mà bây giờ mày tin không? Thôi mà giờ má, nó nghe nè. Gì? Con nói nhỏ má nghe. Gì? Má, con đi qua bên Sa Đéc chơi chút nha. Ê, mày, cái gì? Má mới nói cái gì? Cái thằng trời đánh. Nè, má nên nhớ con là con một nha. Má la trời đánh con hả? Là kể cho con mà chết là con không có ai mà cầm mắt nhăn cho má đâu đó. Ờ, khoan. Cái gì mày? Má cầm chi vậy? Gì mày? Giao khách đúng không? Coi cái... Giao cái gì? Cái này con đem qua cho vợ tương lai con giao cái gì? Trời ơi, có con vậy? Tức cũng lộn máu đầu à. Tết nhất tới nơi rồi. Ha, mày đi đi rồi qua bên đó cho nó lộn quần nó trong đầu mày nghe. Nếu chiều nay lỡ hẹn mà Lan không về thì xuân năm nay xuân sẽ buồn hơn mấy cội mai già. À là ai vậy? Sao đứng trước nhà tôi? Ủa? Em không nhận ra anh luôn hả Nhung? Chắc là cái não em cũng bị vấn đề gì không vậy? Sao mà không nhận ra anh được? À, chắc là do bữa nay anh đẹp hơn hôm qua rồi, hôm qua anh lạ hơn hôm kia cho nên là em nhìn anh không ra đúng không? Nè, em ráng nhìn kỹ là coi. Nhìn kỹ ơi, nè. Nhớ chưa? À, nhớ rồi. À, cái quần, bị tụ quần đúng không? Thôi. Bị tụ quần? Thôi. Nhớ gì cũng nhớ, ta tên hai sủ đàng hoàng, mình làm gì tụ quần gì ở đây, kỳ vậy? Thì bị tụ quần dạ, đó. Chào chú Tư. Mày qua đây chi mày? Dạ, sao mới sáng sớm mà tự nhiên cái dùng mấy cái từ nặng nề vậy? Tao thích nói nặng rồi sao? Con qua đây con tìm Lan để tặng cho Lan một ít nem lai dung ăn lấy thảo mà chứ có gì mày. Nem lai dung hả mày? Nem lai dung hả mày? Khoan nè, chú đánh đi, chú đánh là chúng con chú. Cái gì vậy? Ba. Chú đừng đánh nữa nha, con chải con bị tụt mỡ á. Con qua tìm với Lan để tặng cho mày. Đem về đi. Ba, tôi có nhận ba. Ăn vô chúng độc. Ba đâu có ngu con. Đầu ba sạn không mà con. Nè thằng lùng mã tử. Ê. Tao nói cho mày biết nha. Tuy là nhà tao không có giàu bằng nhà bà Tám Ú. Chính xác. Nhưng mà cái chuyện mua nêm á, tao mua hết cái sạp bà Tám Ú được nha mày. Hả? Mua luôn nguyên cái sạp luôn hả? Tao mua hết tiệm luôn. Vậy bữa nay mua luôn rồi, ngày mai ngày mốt ngày kia mua luôn được không? Tao mua sạch luôn mày. Đỡ. Nhớ nghe chú nha. Còn bữa nay mày qua đây mày tìm con Lan cái chuyện gì hả? Con Lan không có ở nhà. Ủa Lan đi đâu không có nhà? Sao kỳ vậy ta? Vậy Lan chừng nào về chú? Thôi. Nhận mặt là nghi lắm nè. Cái này là cố tình giấu em Lan trong nhà không cho gặp là đúng không? Biết mày.
Bây giờ anh về không? Tôi la làng lên bây giờ. Mà la vụ gì? Tôn Quân. Thôi rồi rồi, đi 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 đi, làm dữ vậy? Chị không cho gặp Lan là để bữa khác là gặp, chứ có cái gì đâu mà làm quá. Chào chú Tư, anh về nha. Đi nha. Dạ chào quý khách. Dạ quý khách lựa gì? Ở đây đặc sản là nem, nem chua, nem bì, nem chả, không biết lượng khách mua loại nào ha. À, ở đây tụi em có nhiều mức giá. Đây, cái này là 40, bên đây là 60, cái này 80, cái này 120. Dạ còn cái này cũng là 80 luôn. Không biết là chị chọn loại nào. Chị ơi, đặc biệt ở đây á, tụi em làm theo phương pháp gia truyền nhưng vẫn đảm bảo an toàn vệ sinh thực phẩm. Chưa biết là nem có ngon hay không, nhưng mà nghe em giới thiệu là chị thấy hấp dẫn rồi hả? À, được rồi, à, chị lấy ủng hộ. Mỗi thứ cho chị 50 đi, chị tặng bà con luôn. Dạ mỗi thứ 50 hả chị? À. Vậy em gói quà miễn phí luôn. Rồi cảm ơn em. Má mi, má mi xuống đây hồi nào con không hay à, làm con kiếm má mi quá trời, hú hồn hà. Âm bình ám nữa. Cái bà mập kia. Ê cô hai, cô mới nói ai mập vậy cô hai? Bà đó, má mi đừng mua của bà nữa. Thôi con, thôi con, thôi thôi con, nghe lời má mi đi, đừng có giận nha, chắc là hiểu lầm thôi hà. Ờ, em đừng có trách con chị nha. Dạ dạ không có sao chị. Má mi, tự nhiên má mi dắt con qua đây mình chi vợ. Con đang tung tăng ở vườn cây của Tư Đa mà chọn góc quay MV. Tự nhiên má mi dắt con qua đây để người ta xài xẻ con à. Dạ à, chào cô. À, chào cô gái xinh đẹp. À, hello. À, chào. À, hồi nãy cô mới vừa nói là cái gì cô? Hồi nãy em mới vừa nói là em qua bên chỗ cái vườn hoa mà đẹp đẹp của ông Tư Đa là bên cái vườn hoa bên Sa Đéc á đúng không? That's right. Vậy là chất quốc rồi. Ôi đi đâu vậy? Thì ông đó ông tên Tư Đa chứ đâu phải tên That's right hay gì đắt riết gì đâu. That's right là đúng rồi đó. Đúng rồi hả? Vậy là đúng là bên chỗ Tư Đa cái vườn hoa mà đẹp 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 đó đúng không? Đúng rồi. Cái nhắc tới Tư Đa hắt hai mắt mày sáng rỡ vậy nè. Hai mắt mình nó rỡ. Mà có khách. Mày chửi tao hoài vậy? Con kêu tên má mà. Có khách, có khách. Dạ, con em đó chị. Ủa? À, vậy hả? Dạ. À, dạ, nó không có đi học. Cái gì vậy? À, con em. Dạ. Mà anh hỏi chuyện gì không? À, chẳng qua là tại vì bên đó cũng quen. À, là em từ bên đó em về đây á hả? À, ý anh muốn hỏi là khi mà em đi qua bên nhà bên đó đó thì em có thấy là cái em có thấy có một cái cô bé mà xinh đẹp mà cái mặt baby dễ thương không? Có. À. Trong nhà đó em thấy là chỉ có một mình em là có gương mặt như vậy thôi. Ờ, nè, cậu muốn kiếm người đúng không? Dạ. Ờ, tôi biết ở nhà bển là có hai cô con gái. Dạ đúng rồi. Mà cái cô lớn á, là hình như đang đi xuống Thốt Nốt. Làm gì đó thì tôi không biết. Cô nói gì? Đi Thốt Nốt hả? Ừ. Làm sao? Đi Thốt Nốt? Tại sao mà đi Thốt Nốt? Dạ là gì? Tự nhiên đi Thốt Nốt làm gì? Thằng cha tụt quần này gọi cho mình chi vậy? Alo. Alo. À, em khỏe không? Nè, anh báo cho em biết nha. Là anh biết chị hai em đang ở đâu đó em tin không? Xạo, làm gì biết được. Không biết phải không? Đây nè, lắng tai mà nghe nè. Nói một cái thôi, coi chừng là em xỉu luôn đó ha. Chị hai em đang ở Thốt Nốt. Anh đang ngồi kế chị hai em luôn nè. Tin không? Cái gì? Anh đừng có nói anh ở làng bánh chén Thuận Hưng nha. Công nhận con nhỏ này sao mà nó ngu dễ sợ ngu trời.
chỉ cần khích nhẹ một cái thôi là bắt đầu nó khai ra nguyên cái địa điểm luôn. Lan ơi, như vậy là anh sắp gặp được em. Dạ, tụi em chào anh. À, chào anh. Dạ, chào anh. Em xin lỗi anh, vì là mình khó chịu, tụi em vào bến trễ nên ảnh hưởng tới việc buôn bán của anh. À, anh thực sự thông cảm cho tụi em, vì trời mưa nhiều nên nằm mướt quá không thể nào làm bánh tráng nhiều được, nên là thực sự xin lỗi anh. Và đây là em muốn tặng thêm anh một phần bánh, coi như là tấm lòng của cơ sở tụi em. Mong anh nhận và chúc anh buôn may bán đắt. Anh hiểu mà, lần sau anh sẽ lấy nhiều hơn. Cảm ơn em nha. Tụi em cảm ơn anh nhiều. Dạ em xin phép. Dạ em xin phép. Dạ. Bộ cô mệt lắm hay sao mà thấy mồ hôi đổ dữ vậy? Tôi thấy anh cũng mệt mà. Tất nhiên là mệt rồi. Mà sao cô thấy mệt như vậy mà còn đòi đi theo làm gì? Thật ra tôi xin đi theo anh á là tại vì tôi muốn giúp anh làm một chuyện ý nghĩa cho ba anh. Ủa? Cô với ba tôi có liên quan gì tới nhau sao phải giúp? Chưa thôi. Nói chứ tôi quý chú Hai. Tôi thấy chú Hai á là một người có tâm với nghề của mình. Với lại á, nếu như đẩy thuyền thành công, có khi tôi với chú Hai lại trở thành người một nhà. Ừ hả? Ừ. À, mà anh nói dù đẩy thuyền kép, vậy còn cái thuyền còn lại là ai? Cô nhớ già dữ vậy. Ừ. Cái thuyền kia, từ từ cô sẽ biết à? Không nói gì. Không bàn tập. Hỏi vậy thôi. Nói chung hôm nay tôi cũng rất là vui vì tôi làm được một chuyện ý nghĩa nè. Khách hàng người ta lắng nghe mình, người ta vui vẻ với mình, người ta tin tưởng mình, như vậy là hạnh phúc lắm rồi. Thật đúng như vậy đó. Trong kinh doanh đồng tiền rất quan trọng, nhưng mà một phần không kém quan trọng hơn đó chính là tình và nghĩa. Nói thiệt nha, lúc đầu á tôi thấy anh su cà na lắm. Anh như ngôi sao quả tạ rớt trúng đầu tôi vậy á. Tại vì lúc nào gặp anh cũng xui xẻo trơn. Còn bây giờ thì sao? Bây giờ thì cũng đỡ hơn. Cũng không tệ lắm. Nói chung là cũng được. Nhưng mà nói như vậy không có nghĩa là tôi thích anh đâu nha. Đừng có tưởng bở nha. Tôi còn nhớ anh nợ tôi 10 triệu á. Ủa? Tôi có nói gì đâu mà cô làm một tràng dữ vậy? Nè, cô mà nói như vậy á là tôi nghĩ cô có tật giật mình thì có trách tôi nha. Tật giật mình gì chứ? Tào lao! Uống nước đi kìa. Ý trời ơi, tôi ngại quá. Mệt lắm hả? Thì tại tôi ráng làm cho kịp hàng Tết. Hồi nãy cho thợ nghỉ hết trơn rồi, tôi ngã lưng chút xíu. Nắng quá, say nắng. Ban đêm người ta ngủ đi, đừng có thức. Coi phim suốt à. Cứ tiếng sét trong mưa, tiếng sét trong mưa. Ê, ông không nhìn qua phòng tôi sao không biết tôi thức? Sao không biết? Để đèn sáng trưng cả đêm vậy đó. Lúc đó anh ta ngủ đi. Nè, đêm nay ngủ sớm đi, để sáng làm sớm nó khỏe. Còn coi phim tiếng sét trong mưa nữa, tôi cúp cậu giao điện đó.
Quan tâm thì nói quan tâm tôi đi, không dòm qua phòng tôi thì sao biết tôi mở đèn. Mà tôi mở đèn làm gì, chắc ổng cũng hiểu mà hen. Alo ba. Khi nào con về? Sắp tới ngày bán chợ bông rồi đó con. Để con thu xếp thêm mấy hôm nữa rồi con về nha. Ở bên đó coi bộ có anh nào hốt hồn con rồi đúng không? Làm gì có anh nào, ở đây toàn đàn bà phụ nữ không à. Ba đừng có chọc con nha. Thì đó, đàn bà con gái thì nhiều, nhưng đàn ông con trai thì ít nên mới hiếm. Không phải tại cô Bảy bị bệnh á, bị mệt nên con mới phải ở đây để chăm sóc cô Bảy. Mà cô Bảy mệt nhiều lắm nên đâm ra là con phải ở đây phụ giúp cô Bảy làm việc, nếu không thì lỡ việc của người ta đó. Cái gì? Cô Bảy con bệnh hả? Rồi có sao không? Cô Bảy của con không có sao hết á. Tại thời tiết thất thường thì trái gió trở trời, cô hơi mệt chút thôi. Mà có con ở đây rồi ba yên tâm nha. Thôi được rồi. Vậy thôi con ở bên đó lo cho cô Bảy con đi. Còn cái chuyện hồi nãy á, là ba ghẹo con á. Nhưng mà bên đó nghe, có người nào mà đàng hoàng tử tế á, mà chọn con á, thì ba đồng ý. Chứ đừng có chọn giống cái loại người mà giống như thằng Hai Sủ á, là ba bực á nghe. Trời ơi, ba lo xa quá à. Con gái của ba sẽ lựa một anh thật là đàng hoàng, thật là tử tế về ra mắt cho ba nha. Thôi ba má ngủ sớm đi. Thôi cúp nghe con, cúp máy nghe. Bye ba. Có trong đó không con? Dạ Bảy, Bảy vào đi ạ. Bảy ngồi đây nha con trai. Dạ. Báo cáo tình hình coi. Con báo cáo với Bảy như thế này. Thuyền bên con thì tạm ổn và xuôi nước. Ngon lành. Không biết thuyền bên Bảy sao? Êm luôn. Ê, hôm bữa có gợn sóng nha. Bị dì Bảo từ bên Mỹ đổ về cấp 40, hơi chồng chành chút xíu. Nhưng con yên tâm, Bãi của con vẫn vững tay chèo. Ê, tôi nói bên tôi vậy thôi, hiểu không? Chứ là bên đây coi chừng mệt nha, sắp sửa có gió xoáy. Gió xoáy là sao Bảy? Trời ơi, xoáy từ Sa Đéc xoáy xuống đây luôn. Ông Từ Đà, ba của con làng mới gọi điện lên biểu nó về. Vậy thì mình phải làm sao ạ? Trời ơi, theo gái, về theo liền, đây đâu có xa. Dạ thôi, con á thì lại thích tỏ tình với Lan ngay tại thốt nốt luôn. Ngay thốt nốt? Bảy xem có cách nào giúp con không? Trời ơi, nói về tình trường Bảy một bụng. Mặc dù chưa có chồng. Bây giờ muốn tỏ tình lãng mạn không? Nếu lãng mạn được thì càng tốt Bảy. Trời ơi, vậy để tôi. Có trăng, có sao, có ánh đèn leo lét, có mùi hương thoang thoảng, lãng mạn tuyệt vời. Chịu không? Nếu được như Bảy nói thì con rất là ưng luôn đó. Yên tâm, vậy thì con cứ ngồi y chơn nó đi, mọi chuyện có Bảy chống lưng. Bây giờ Bảy về kiếm cái cây chống nè. Ngủ ngon nha con. Dạ. Bảy bị cảm hả? Đâu có. Bảy. Gì? Sao tự nhiên nổi hứng rủ đi ngắm trăng vậy? Trăng đẹp quá mà con. Trăng sáng vằng vặc như vậy, rồi có cảnh đẹp như vậy, tự nhiên tức cảnh muốn loài thơ ra. Tức cảnh sanh tình.
lệnh của ta. Ngắm trăng hả? Ngắm trăng ở đâu ta? Thơ hay quá. Là lễ gì vậy? Giờ làm cái thơ xong rồi thấy tức cái lòng ngực dễ sợ. Nhưng mà tự nhiên bảy làm thơ là sao? Bị hay quá. Mà thấy mình có cả một cái bụng thơ luôn bây giờ. Muốn đọc thơ quá à. Công nhận là bảy kỳ thiệt nha. Không hẹn ra cái chỗ nào vắng vẻ để nói cho nó rõ ràng luôn. Đằng này bày đặt thơ với thần. Sao mà hiểu được chứ? Nghe lại cái coi. Vậy hả? Ừ. Vậy giờ con chỉ cái gì là phải làm thơ cái đó nha. Làm đi. Bóng lục bình. Lục bình như lục bình trôi. Người ơi. Ủa cái này là hát chứ là bài thơ. Ai biết đâu. Hát bảy rồi. Ý trời à. Có con cá. Có con cá chốt con ơi. Làm như chết chốt bay sao nó nhảy lên luôn kìa. Trời ơi. Nước đen thui vậy mà bảy cũng thấy nữa hả? Nó bay lên rồi nó đớp gì đớp bóng gì đớp gì á. Có đâu. Đó có con cá hát con cá luôn. Đó. Chiều nay em đi câu cá về cho má nấu canh chua. Làm sao cho cá cá về cho má nấu canh chua. Ê cái con cua. Ê. Hả? Đâu có cua. Thì mình hát cho nó ví dụ vậy con ơi. Cái lẩu mà hải sản mình phải nhiều đồ bỏ vô mới ngon. À. Ừ hiểu không hiểu không? Vâng. Nghe hiểu không? Nghe hiểu. Có trời ơi tức nó dễ sợ luôn vậy đó. Bảy hỏi Phong Long vậy đó. Phong Long ờ. Ừ hỏi Phong Long vậy đó. Coi nó hiểu không? Nơi này trời xanh thẳm, ngàn vì sao xa xuống, giữa mặt nước trong veo, cá đớp mảnh vàng rồng. Cái gì mà nơi này trời xanh thẳm, nơi nào mà trời không xanh trời, lại còn ngàn vì sao xa xuống, rơi xuống nước, lại còn cá đớp vàng rồng nữa. Phức tạp quá trời phức tạp luôn. Ê, không lẽ là hồ cá tra? Mà hồ cá tra vùng này chỉ có của bác Bảy Liêm thôi. À mà công nhận là chỉ có chỗ đó thì mới ngắm trăng rõ nhất. Ừ. Không lẽ. Thôi cứ đi đi. Không lẽ mà bảy cáp kẹo lần đầu tiên gặp nhau với Lan là áo cá vụn. Tôi thích vậy thấy gì đâu mà tỏ tình. Tôi thui luôn à. Thấy gì đâu. Hồ cá tra. Ây da. Trời ơi. Thú quắc vậy. Cá cua không có nhưng có mũi nè, nó cắn con đỏ lét tay luôn à bảy. Trời ơi chết, cắn sưng thiệt con nó nghiệp quá. Ăn miếng cá. Trời ơi, hay là mình về nhà xức thuốc mũi đi. Thôi, đâu có được, mình phải đứng đây. Mình chờ, mình phải chờ. Trời ơi. Cho đâu mà nó không tới đi trời. Ơi trời ơi. Con cua à?
Con cua hả con? Con hay con cá chứ, chứ bẫy chờ ai? Đâu có bẫy chờ ai đâu, tại vì bẫy thấy đứng ở ngoài trăng đẹp nè. Hai, cô cháu mình ngắm trăng mà mày đòi về, bẫy buồn, bẫy bị tổn thương. Trời ơi, bẫy còn bài gì bẫy đọc nốt đi. Người đang ở nơi nào, trăng sắp chừng muốn lặn, sao bóng người chưa thấy? Người ơi, tới đây mau. Hú. Hết thơ chưa ạ? Nhỏ này, nó nghe nè, tao làm như là chân truyền của hàng Mặc Tử, thấy trăng là làm thơ, lấy trăng làm thơ, mà mày đòi về ngủ hoài à. Ở đây với bảy chút đêm nay bạn phấn khởi muốn làm thơ. Buồn ngủ hả con? Dạ, mũi cắn nữa. Thôi mình về đi. Trời đất ơi. Đi về đi, đây không dắt bảy về. Giờ này chắc đã muộn, chúc may mắn lần sau. Phong. Trời ơi, mày đi đâu mày đứng lại đó tao. Trời ơi, tao kiếm mày quá trời, tao chạy mày thấy rần. Trời ơi. Mày làm cái giống gì mà mày thúi quá mày... Anh đi đâu vậy? Mọi người anh thúi quá vậy hả? Tôi có... Thôi đừng hỏi nữa. Trời ơi, thúi hết nhà rồi mày ơi. Chết rồi, làm sao mà lau nhà được đây? Trời ơi, cái hơi cho mà tao còn ghét. Mày đừng đi, mày nói thúi là... Trời ơi, dẫn tao đi, tao hoang mang quá. Thúi mà kể như là bấn loạn tinh thần, phải không? Có nói được nữa lúc này. Thúi quá. Trời ơi. Thúi quắc gì trời? Thúi nha, thúi. Còn thúi nha. Quá trời rồi. Ê, nó nghe nè. Tại sao tôi làm một cái kế hoạch hoành tráng như vậy mà để cho con La nó leo cây? Thì cũng tại bậy hết chứ ai. Làm gì tại tao? Ba cái ám hiệu rồi thơ thẩn gì đó. Không nói luôn đi. Ám hiệu con không hiểu, con té xuống cái hồ cá tra đó. Trời đất ơi, tao phải đọc ám hiệu như vậy thì mày mới biết cái điểm mày đi ra, thì con Lan nó mới đi tới. Bảy đâu có học cao lắm đâu mà làm thơ. Trời ơi là trời, học nhiều quá đồng chi. Rồi xếp sách cho thẳng rồi không chịu đọc vậy trơn á. Thơ người ta đọc ra cái nhà người hiểu, mà mày không hiểu. Trời ở đây trời trong xanh nè. Nước cái gì rơi xuống nước cá đớp nè. Mà tao hỏi nè, tao đọc thơ dễ dàng quá mà sao không hiểu vậy? Không biết địa điểm luôn. Sao con biết được? Đây nè. Ngàn sao gieo xuống hồ, hồ nước thật trong veo. Ngàn cá đớp mảnh vàng. Thấy hay không? Ngàn sao rơi là cái hồ đó con. Ngàn sao rơi với trăng là con nhìn xuống hồ con thấy cái mặt trăng nè. Rồi sao được gì nó in xuống đó á. Hiểu không? Hồ nước mênh mông mà mày nghĩ sao? Mày nghĩ đến hồ cá tra. Mày nhảy xuống. Hồ nước mênh mông đây là một cái bến đò hay bến sông gì đó. Ngàn con cá nó đớp mảnh vàng là cái mặt trăng nó hổ hồ nó vàng óng ánh như là một cái thỏi vàng. Con cá nó đớp đẹp không? Trời, tao tả xong tao tưởng tao hậu vệ của hàng Mặc Tử không? Vậy mà mày không hiểu. Rồi hiểu chưa? Hiểu ở chỗ đó là ở đâu chưa? Thì là bến đò đúng không? Ôi, vậy mà nhảy xuống hồ cá cha người ta chết cá bệnh kìa. Thì hẹn là ở bến đò thì bảy nói là bến đò luôn đi cho nó xong. Trời ơi, mày nghĩ sao? Mày muốn lãng mạn, tao đã dẫn con Lan đi tới thì tao đọc cái thơ là mày phải hiểu bến đò rồi tao đưa nó tới bến đò đó. Thì rồi ok. Bây giờ nè, con nhờ bảy nè, bảy giúp con, bảy đọc thơ. Đó, con nghĩ là sẽ có kết quả tốt đúng không? Bây giờ bảy nghĩ kết quả hay là hậu quả? Thì bây giờ mày rầy tao làm gì, tao xin lỗi đi. Thì tao tưởng là mày đòi ra cái chỗ đó thì tao set up đầy đủ hết trơn cho mày rồi. Thì tao nghĩ tao làm như vậy nó lãng mạn, tao đâu biết nó lãng xẹt nó. Thôi xin lỗi, để kế hoạch sao. Quẹo luôn. Tới luôn, thẳng tiến luôn. Lên nào. Sao rồi? Về đây phụ tao một thời gian. Chắc là nản lắm rồi đúng không? Nản cái gì, vui gần chết. Mặt tao đâu có dày dữ gì đâu. Ba mẹ cho tao ăn, rồi cho tao ở đây.
phải biết phụ lại ba mày chứ. Ồ, sao biết điều quá ta? Chứ sao. Với lại á, có thêm cái nghề mình học nữa, lỡ sau này làm YouTube kênh nó không phát triển, chiếu mà không ai thèm coi, lúc đó mình về đây mình học nghề, có thêm cái nghề làm bánh tráng, ok mà. Cho tao lúc lại câu trên, mày sống quá tính toán. Kệ tao. Ơi. Vui 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 vui. Vui gì mà vui? Bồ muốn chết nè. Ở đây không có mấy em chân dài, có đúng mấy em dễ thương mà không dám rớ. Mày biết vậy là tốt đó nha. Em nào vậy? Bí mật. Ơi, chán quá. Không mấy tao với thằng Tuấn á, kiếm vài nơi đi. Mày á thì quay vlog, còn tao thì chiu chiu chiu. Chiếu chiếu là gì, làm như con nít gì mà chiếu. Ngắm mấy cô gái đẹp. Cái thằng này suốt ngày cứ ngắm gái đẹp hoài. Ê, ở đây có chỗ nào có mấy cô gái đẹp để ngắm không? Ủa da. À, nói về người đẹp á thì miền Tây là nhiều nhất đó. Mày muốn gần á thì ghé Cần Thơ, Bến Ninh Kiều hoặc là Chợ Nổi Cái Răng. Chợ Nổi Cái Răng, Bến Ninh Kiều hả? Mà ở đó cũng có nhiều cá cho mày quay YouTube lắm đó. Nghe có vẻ hấp dẫn vậy ta. Tại hồi xưa tao học đại học đó tao biết chứ bộ. Bây giờ tao lu bu quá, không có thời gian dẫn tụi mày đến đó. Nhiều cái hay lắm luôn. Ê ê, được đó, đi liền đi. Tao ghé thành phố mấy lần rồi, chỗ đẹp lắm, với lại có nhiều chỗ thú vị nữa. Cho cái thí dụ liền. Mày chưa nghe câu hả? Cần Thơ gạo trắng nước trong, ai đi đến đó lòng không muốn về. Trời ơi, cái điều này chắc tao phải ở lại đây chơi mấy ngày luôn không ơi. Ờ vậy hả? Ừ. Vậy tao chúc tụi mày tìm được bồ sớm nha. Ok. Quá đã. Qua đây chơi với cô Bả Dương con. Nghe ăn gì vậy? Bánh tráng Bảy làm. Ngon không? Bảy. Cái gì? Công nhận á là bánh Bảy làm ngon nhất nách luôn á. Trời ơi, thơm thơm mùi mè, ngọt ngọt mùi đường, dai dai mùi bột. Nói chung là cha Bảy của con làm bánh tráng căng đét luôn á. Căng không? Căng không? Căng. Phải căng thôi. Căng như cái bánh tráng vậy nè. Để mấy mẹ kia chê Bảy thì sao? Bảy còn nghiên cứu ra nữa nhiều món bánh tráng khác luôn. Bánh tráng của con đang ăn á, thấy hôm nay cái màu nâu đậm hơn không? Ừ. Tại có phết thêm một lớp đậu phộng vô, nó vừa thơm mùi mè mà nó còn vừa béo nữa. Có cái loại bánh giống như cái loại bánh phồng mà Tết má mẹ chiên lên đó, cuối 30 Tết ăn đó. Cái bánh đó hen. Rồi hai loại bánh tráng mà bán đắt ơi là bán đắt luôn. Tết á ai cũng ăn gỏi cuốn. Bánh tráng đó hôm nay tao cho chút xíu vô bột vô cho nó dai, người ta cuốn không có bể, con nít cuốn cũng được. Rồi một loại cuốn nữa là làm chả giò. Tết nhà nào cũng làm chả giò chân lên hết trơn, ai cũng cuốn lượt. Trời, hôm nay bánh tráng Bảy tráng này nghe mùi thơm dễ sợ luôn á. Thơm là phải không? Ngon lành. Ê, tối cứ lấy sắp về cho sắp nhỏ bể ăn nha. Ủa, sao làm quá mặt quạ quá gì? Nói nghe nè, bánh quá trời mà sao không chịu đem đi giao? Trời, đơn hàng nhiều lắm, chờ mấy đứa nhỏ về ăn giao Bảy ơi. Chờ mấy đứa nhỏ lần hả? Cô, hai mấy đơn gần đây á, cô đưa địa chỉ cho con đi. Giờ con rảnh quá, con đi giao cho cô. Ê, giao được không? Khỏi con. Bảy. Để cho thằng Phong, nó nhờ bạn của nó giao. Bánh hai. Ừ. Con biết võ đó. Trời ơi, mấy cái chuyện này không có nhầm nhò gì với con đâu. Vậy hả? Mỗi lần con về Sa Đéc á, là con phụ ba con bán bông nè, khinh bông, dữ dằn lắm á. Trời ơi, tướng vậy mà giỏi vậy sao? Nói gì chứ cái vụ này có nha ông. Ông hai ơi, nhà tôi mấy đời kinh doanh, đứa nào làm cũng giỏi, con này lanh lẹ dữ lắm. Chỉ có điều tôi lo là đường xá đây nó lạ, nó không biết. Thì tôi hỏi rào, hỏi đón vậy thôi. Chắc không? Chắc. Ừ. Vậy thì, bác giao cho con. Dạ. Bây giờ ra chị Dung đi. Chị Dung chỉ cách giao hàng cho. Dạ, con đi nha bác hai. Phiền con quá. Ông thấy không, nguyên gia đình tôi á, ai cũng nhiệt liệt lanh lẹ gì hết á. Tại nó lanh lẹ giống tôi đó, cô cháu tôi á, ai cũng lanh lẹ giỏi giang hết trơn á. Nhỏ dễ thương. Ê, mà tôi thấy nó với thằng Phong coi bộ xứng đào xứng kép á. Lo làm con chuyện đi, đó là chuyện của tụi nó. Ủa gì kỳ á, cha anh này đúng là hai bánh tráng, trở mặt còn hơn bánh tráng tôi đổi uống nữa. Tụi nó dễ thương thì mày nói dễ thương, tự nhiên cáp vô cái wow. Kỳ. Lại là anh nữa hả? Lan khỏe không? Khỏe cái gì mà khỏe? Hôm bữa bị tụt quần ở nhà tôi không sợ hả? Thì cái chuyện mà bị tụt quần ở bên nhà em thì tụt ngay trước mặt em thì anh cảm thấy sảng khoái. Tự nhiên anh cảm thấy chích nha. Bây giờ nhà này em trụ lại cho nữ đi. Biến thôi, đừng có làm như vậy nha, tránh ra tôi đi vô bên. Lan. Làm gì vậy? Em làm cái gì vậy? Đúng ra.
em bình tĩnh đi được không? Ôi trời. Nè, em vừa hãy đi nha. Em cứ biết là anh lặn lội từ Bình Lai Dung qua đây tìm em không? Đáng lý em phải nói với anh vài câu chứ, tại sao đuổi em là sao? Trái tim em còn máu luôn đó vậy? Máu hay không đâu có liên quan gì đến anh đâu. Tôi không có thích anh, má anh cũng không có thích tôi. Đừng có phiền nhau nữa. Đây nè, cái đó chuyện của người lớn. Má anh mà không thích em là anh có thể dàn xếp. Anh nói cưới ai là bà phải cưới người đó cho anh. Em thấy không, anh là người có tiền mà, anh có điều kiện mà. Anh có thể lo cho em, anh lo hết cho gia đình của em. Hàng xóm của em mà ai nghèo anh lo hết luôn. Nhưng tại sao anh theo đuổi em bao nhiêu lâu vậy? Không thích thì thôi chứ làm gì ghét anh làm gì em ghét anh? Tại anh nói nhiều quá nên ghét đó. Anh có tiền nhà tôi có tiền chắc chắn quá. Giờ đi đâu? Đi giao bánh. Cái hôn cùng đâu không chuyện. Ủa, ủa là sao? Giao bánh là sao? Tự nhiên nhà cửa đàng hoàng, la có tiền này nọ, xong tự nhiên bây giờ đi giao bánh lại gì? Kệ tôi, thích đi giao bánh nó làm gì nhau? Tự nhiên đi giao bánh là mặt cười quá. Cái tên này. Cái gì? Làm gì? Gì quá? Ủa gì? Làm cái gì? Nè, muốn lấy cái chìa khóa phải không? Muốn lấy chìa khóa thì hung miếng đi. Chừng nào thấy hài lòng mà mình trả lại. Nè, hung đi. Tao không kêu mày hung đâu. Tao đếm từ 1 tới 3. Mày phải đưa chìa khóa cho Lan. Ất chưa? Mày không có nội tao hả? Mày không có nội tao sao tự nhiên kêu 1, 2, 3 tao phải trả lại chìa khóa cho mày. Mà mày là ai? Tao là bạn trai Lan. Mày là bạn trai Lan hả? Ừ. Rồi, tao hiểu luôn. Hèn chi từ bên nhà, ở nhà có một chuyện làm không chịu làm, đi qua túc ở đây để đi giao bánh. Chẳng qua là qua đây là để gặp thằng chó này như vậy đúng không? Mày nói gì hả? Vừa lắm. Xin xử với tôi hả? Cứu tôi với. Anh không, hình như là ông mày không biết bơi kìa. Cứu tôi với. Thôi, để anh. Cha này, người đã bập to thù lù rồi, còn thêm cái bụng nước nữa, nặng lôi lên muốn xỉu luôn. Cô hô hấp nhân tạo cho nó tỉnh đi. Tôi không có biết. Sao không biết? Nghề y của cô mà. Tôi biết nhưng mà chẳng lẽ anh bắt tôi hung ai xỉu hả? Chứ không lẽ tôi hung nó? Đó chỉ là cứu người thôi, không phải hung hết gì đâu. Đây tôi chỉ cho anh làm. Thôi được rồi. Anh để tay ra đây như này nè. Hai tay đúng không? Đúng rồi. Anh nhấn mạnh lên, nhấn. Ok. Có nước rồi nè. Đúng rồi đó. Ủa, sao vậy? Ê, hình như tôi nhớ là ấn này xong thì mình phải thổi hơi vào miệng nó nữa đúng không? Thôi được rồi, để tôi làm cho. Hả? Lan nói hô hấp nhân tạo có nghĩa là sẽ môi kề môi với mình. Ôi, thật là sung sướng quá. Vậy mình cứ việc nhắm mắt mà tận hưởng thôi. Hôm anh đi làm, anh đang chờ. Ôi, đôi môi của Lan, lần đầu tiên trong đời mình được cảm nhận một đôi môi ngọt ngào và quyến rũ quá biết không. Sao lại chơi kỳ vậy? Ai biểu anh giả bộ, tôi nhìn là tôi biết anh đã tỉnh rồi, còn tính gà hàng tôi hả? Mà cảm giác hôn một người đàn ông như thế nào? Trời con anh sao rồi? Sao trăng cái gì? Hả? Còn có biết đó là nụ hôn đầu tiên của tôi không? Hả? Chân ái gặp nhau hả?
hai nụ hôn đầu đời trao cho nhau. Trời ơi, chúc mừng anh nha. Chúc mừng gì? Thôi anh cứ ở đó tận hưởng là khắc ghi khoảnh khắc này giao tôi đi giao bánh tráng. Cô từ nhỏ đến lớn có đánh lộn bao giờ đâu, tự nhiên bị đau không biết luôn. Nè, cái này sức mau hết bầm lắm á, anh cầm lấy đi. Coi bộ cô cũng để ý đến tôi ha. Tôi bị đau mà tôi không biết luôn á. Cô không những biết mà còn mua dầu cho tôi sức nữa. Chắc là lúc đó anh đang quan tâm đến nụ hôn đầu đời của anh với hai Sửu á, nên anh đâu có biết anh bị chày đâu đúng không? Thôi thôi thôi, tuyệt đối không được nhắc tới cái nụ hôn đó được không? Mà nè, chuyện của cô với hai Sửu sao vậy? Đó, hai Sửu hả? Ừ. Anh ta là con trai của chủ cơ sở nem Lai Dung á, giàu lắm á, thích tôi lâu lắm rồi mà tôi đâu có chịu đâu. Mà lại dai nữa, khi tôi qua đây á anh ta còn bám theo á. Theo tôi nghĩ á là cô nên tìm ai đó ưng bụng và cưới liền đi, chứ để như vậy nó theo hoài dai như đĩa vậy đó. Anh nói cũng đúng á, đúng là tôi nên đi lấy chồng, nhưng mà bây giờ tôi chưa có bạn trai, tôi cũng chưa thích ai nữa. Thì không đó, anh nhìn tôi hơi gian á, anh có ý gì hả? Tự nhiên nó đau ta, chắc là đêm đêm về nó sưng nó nhức á. Bộ đau lắm hả? Ừ, tôi thấy cô cũng đã mất công quan tâm mua dầu cho tôi rồi, hãy sức luôn cho tôi được không? Tự đi mà sức. Ê đau, cô có thể nhẹ nhàng dịu dàng với tôi được không? Thì cũng được, nhẹ nhàng dịu dàng cái gì, thì coi như là cảm ơn anh chủ hồi chiều. Nhưng mà đau lắm thì nói nha. Ê, ít thôi, ít thôi. Xin lỗi. Đếm từ 1 tới 3, mày phải đưa chìa khóa cho Lan. Bắt chưa? Mày không cứu nội tao hả? Mày không cứu nội tao sao tự nhiên kêu 1, 2, 3 tao phải trả lại chìa khóa cho mày? Mà mày là ai? Tao là bạn trai Lan. Ê Phong. Dạ. Con Lan nó sắp về rồi, mày có kế hoạch gì không? Nó mà đi về là mày xảy nó chuyến này. Thì con bảy có kế hoạch gì không chứ, con đang tính nói thẳng với Lan luôn đó. Ê, ai sổ sàng vậy? Mình phải có kế hoạch lãng mạn. Là kế hoạch lãng mạn nữa hả? Ừ. Trời ơi, con sợ hai cái chữ lãng mạn của bảy lắm rồi. Sao à? Vì hai cái chữ lãng mạn đó mà hôm bữa con té thúi rùm đó, bảy nhớ không? Thúi được rồi, rùm lên làm chi? Kỳ này kế hoạch ngon lành. Kế hoạch gì vậy? Trời ơi, mình phải có chiến thuật đâu đó rõ ràng chứ. Thì bảy nói đi, con sốt ruột quá hả? Mày yên tâm đi, trời ơi, với kinh nghiệm tình trường của bảy, mặc dù 40 năm chưa có chồng. Nghe bảy nói vậy thôi thì con cũng tạm thời an tâm. Ê, tôi cho mày kế hoạch mà cái mặt mày không có hồ hởi nha. Bảy nói rõ ràng cho con kế hoạch sao, mình làm thôi. Ngày mai. Dạ.
Tao dụ con Lan đi ra vườn trái cây, nhưng mà đừng có ăn trái cây, hiểu không? Bưng nó ra đó, xong rồi cho thằng xuất hiện. Cái lúc đó thằng Phong phóng ra cứu nó, giống như anh hùng cứu Mỹ Nhân vậy đó. Ê Bảy. Gì? Bảy nó mới mà con nghe nó cụ rích rồi, chả mới một chút nào hết á. Giận nha. Cũ đâu mà cũ, mày thấy từ đó tới giờ không? Trà là người ta pha phải vô cái ấm. Mày có thấy ai trà pha trà vô cái ly cái chén không? Pha vô cái ấm chủ yếu là trà gì? Trà lai, trà sen hay trà cúc? Thay vì mày vô chổng kế hoạch là anh hùng cứu mấy nhân, hồi đó vô vô vườn trái cây cái là nó quánh nhau, lấy mấy cái trái mềm mềm chọi vô mặt. Còn cái này, mày chơi nặng, mày chơi nợ, mày lấy nguyên trái sầu riêng mày chọi vô mặt nó, nhào vô đỡ cứu, trời ơi, kỳ này lấy ăn, ngon. Ờ, thì nghe bậy nói cũng hấp dẫn đó. Hấp dẫn xong hấp dẫn. Nhưng mà con thấy trong đó có một nhân vật, mà nhân vật cướp là ai vậy? Cướp là cần phải gian. Đúng rồi. Kêu ông cha hai chán đi. Ý, trời quên, kêu ổng chắc, ổng bỏ tao luôn quá. Năm làm anh chán, năm thợ đó, mặt nó vàng lắm, nó làm được. Để tôi vô tôi nhờ nó cho. Mày để cho bảy sắp xếp mọi chuyện tổng hành dinh luôn cho mày nha. Dạ. Dạ cái gì dạ? Còn coi bánh được chưa? Đem vô, tao kỹ nghề luôn cho. Dạ cũng sắp khô rồi bảy. Ê, sao để nó méo quá, mày dựng cho thẳng lên lại coi. Đó, thẳng ra. Em nè, anh yêu em. Có lẽ đây là lời nói mà chân thành nhất trong trái tim anh. Từ trước tới giờ anh mới nói đó. Em chấp nhận anh nha. Anh kỳ quá à. Tất nhiên là em chấp nhận anh rồi. Tại vì em cũng yêu anh. Bây giờ bãi sẽ ra một chiến thuật mà từ đó tới giờ chưa bao giờ có trên thế gian này luôn. Mỹ Nhân á, xuất hiện có anh hùng phơi cứu liền. Gọi là anh hùng cứu Mỹ Nhân. Thấy mới chưa? Với kinh nghiệm tình trường của bảy mặc dù chưa lấy chồng. Thôi bây giờ tập đi, để anh Trực mà không biết. Bảy sẽ làm Lan nha, 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 bây giờ tập nha. Bảy sẽ làm Lan gặp anh Phong. Anh Phong, đó Lan nè. Xong đó anh cướp nhảy ra. Đúng rồi, bóp cổ mấy Lan. Đúng rồi. Lúc đó bảy nhị sẽ la lớn, anh cướp, anh cướp, anh cướp. Còn nhào tới cô quánh Trực. Dạ. Khi nào mà bảy ngưng kêu, con mới ngưng quánh. Được chưa? Dạ. Ha, con phải nhớ chống trả nha Trực. Mày phải chống trả đi, chút về tôi mua cà phê cho uống. Rồi, bắt đầu chuẩn bị nha. Anh cướp! Cướp kìa, cướp kìa. Cướp hả? Anh cướp, trời ơi. Cướp hả? Trời ơi, anh cướp, trời ơi. Thằng quánh nó đây. Gì vậy? Đó, đó, đó. Sao đánh tôi? Đừng được mà. Thằng quỷ, mấy thằng quỷ chứ gì mà quánh nhiệt tình dữ vậy? Tập tập kịch để lên trên phường diễn phục vụ. Hết chuyện rồi, vô vườn trái cây tao tập văn nghệ. Làm tao tưởng thiệt. Dạ, lại mấy ông mấy bà ăn không ở rảnh quá, nhà vô quánh nhiệt liệt dễ sợ luôn á. Thôi đi về giùm tôi đi. Đi về, đi về, đi về, đi về. Trời ơi, thôi về mấy đứa ơi. Rảnh quá mày, rảnh lắm nha mày. Cái thằng áo đen mà đánh nhiệt tình nhất. Mà đánh tao muốn sụm bại đuổi. Rồi Phong ơi, con có sao không Phong? Ây da. Hả? Ây da.
Có sao không con? Toàn đang hết cả người rồi bảy. Trời ơi tội nghiệp quá, có sao không con? Bảy xem coi có cái gì sao quần sao cũng thấy mát mát vậy bảy? Gì vậy? Hết hồn, tôi nghe mát mát có tưởng máu chảy tới. Sao? Không, con lấy hai cái tay bịnh vòng ba lại. Bịnh lấy đi. Nó rách một khúc nữa. Nó rách từ đây qua đây. Bây giờ Lan đến thì làm sao giờ? Làm sao tôi biết? Trời ơi, vừa sai nhiều trái quá. Là đến kìa. Hồi tới hả? Làm sao đây? Bình tĩnh. Có cái nhà vệ sinh kìa. Bịch chạy đi tới luôn. Bịch chạy tới tao tôi. Trời ơi, sao xui vậy nè. Vô. Khi nào tôi kêu mới ra nghe. Dạ. Xoài nhiều quá vậy. Chờ con lâu không? Quá trời lâu luôn. Sao sáng không chờ con đi chung mà đi trước vậy? Tao đi trước, tao sợ chung mày quá à. À sao vậy? Tại tao lo nhiều thứ nó nghe, làm sắp lớn lấy chồng gặp bao nhiêu nít vậy. Sao mặc bộ đồ đi hẹn hò mà xấu quá vậy? Trời ơi, đi ra đi chơi với bảy chứ phải đi dẹo trai đâu. Không có gì hết. Hả? Không. Bảy, chờ con tí nha. Con mắc toilet quá. Đi xong cái mình đi vòng chơi nha. Trời, còn có nít đấy. Đây toilet có người con. Không có người, con nhìn chẳng thấy ai cả. Đừng cản con, mắc quá rồi. Bye bảy. Hai đứa mà nó chung vô một chỗ, 36 kế, chạy lại nhất. Ở đây thì mình ngồi đâu ta? Chắc ngồi sớm quá. Trời ơi, đừng la nữa. Nghe tôi cho đến đi Lan. Nè Lan à. Trời ơi, nè Lan à. Bình tĩnh. Con xin phép đi về Sa Đéc luôn. Về gì giờ này nắng quá, để mát rồi về con. Dạ không sao hả? Con đi về bây giờ luôn cũng được nữa. Nhưng mà sáng nay con có hẹn đi với bà Bảy mà sao giờ con về? Hay là thằng Phong có làm gì con buồn hả? Không có gì hết trơn á. Không có luôn hả? Con sẽ đi về quê. Con sẽ không có nhớ chuyện gì ở đây nữa hết trơn á. Con chúc năm mới nhiều sức khỏe, dạng sự như ý. Con đi về. Con bình tĩnh lại đúng. Thật. Con vụ gì vậy? Ê Lan, mày ngừng lại cho tao. Mày ngừng lại chưa? Bảy kêu mà mày không ngừng hả? Mày quá mày rồi. Mày đi đâu Lan? Nghe lời bảy không? Buông con ra. Mày đứng ra. Rồi con dừng xe rồi đó. Mày đi đâu? Con đi về Sa Đéc. Con thưa bác hai với mấy gì rồi. Bảy ở đây vui nha. Ít nhất thì mày cũng phải để cho Phong nó nói lời chứ. Phong lẹ con. Không Lan à. Không. Con nhận ra bộ mặt bí thái của ổng rồi. Ổng là không tin nữa. Lan à. Mày để cho nó đây. Cho tôi giải thích được không? Chuyện hiểu lầm thôi Lan. Không có giải thích gì hết. Anh đúng là đồ biến thái. Tôi không phải biến thái mà. Tại lúc đó cái quần bị rách nè. Đúng thấy rồi con. Thấy con hô xí mới chui vào đó trốn. Thì vào đó Lan đến cứu quá không biết phải làm sao mới chui vào cái lu nước. Bảy đừng có tin ổng. Mới nãy hả? Ổng còn ôm con. Ổng sàm sỡ con nữa đó. Hả? Trời ơi, có đàn ông đàng hoàng nào mà lại đi sàm sỡ phụ nữ chị ban em ăn mặc như vậy không? Con không có tin con đi đây. Bảy à, nè, Lan. Con, từ từ giải thích bà ơi. Thằng Phong này nó làm gì cho con Lan buồn vậy ta? Con. Ba. Ngồi xuống, ba biểu. Dạ. Con làm gì con Lan buồn vậy? Dạ con. Gì đó. Đàn ông, có gì nói thẳng đi, cái gì ấp úng mới mở. Chuyện cũng không có gì đâu ba, chỉ là một chút hiểu lầm thôi. Hiểu lầm là sao? Do tôi. Do tôi mà con Lan mới hiểu lầm Phong rồi mới có chuyện. Bây giờ tôi không hiểu gì hết á, bà nói rõ ra được không? Thì tôi tổ chức cho tụi nó gặp nhau ở vườn trái cây chơi, đáng lý vui vẻ lắm. Cái xảy ra sự cố
Cho nên là con Lan nó mới giận nhỏ. Cũng là nữa hả? Đúng không? Tạo điều kiện cho nó đi chơi rồi phải không? Không có được gì đâu. Không hay đâu. Tôi đã nói rồi. Tôi thì không phải là tôi ghét bỏ Diện Lan. Nó rất là được. Nó tốt lắm đó. Nhưng mà nó thật chứ. Tôi không chấp nhận nó là dâu của tôi đâu. Cái gì? Tại sao anh lại cấm cản tụi nó? Tôi thấy tụi nó xứng đào xứng kép quá mà. Mà con Lan nó là cháu tôi nữa. Nếu nó làm gì sai thì ông nói với tôi dạy lại nó. Tôi không chê con Lan chỗ nào hết. Ba nói thật lòng ba. Ba thương nó như con của ba vậy đó. Nhưng mà nó có cái này kẹt. Kẹt lắm. Con hiểu cho ba. Ba lỡ hứa hôn với người ta, ba làm xui với người ta rồi. Hả? Hứa hôn? Sao ba bây giờ mới nói cho con biết? Mà ba hứa hôn con với ai? Người đó như thế nào con không hề biết. Cái chậu bông cái vết thương cũ nó hành lại đau quá. Thôi bây giờ ba đi vô trong ngồi đi nha, để con làm cho. Thôi để ba vô ba nghỉ tí. Dạ. Tết nhất à, công việc đăng đăng đê đê nó hành kiểu này sao làm việc được gì không biết. Về qua Tết luôn, không đi nữa. Ồ, em nghĩ là hai nên về qua Tết luôn đi. Chứ hổm gài cái vai bà bị đau. Cái xong một mình em phải làm hết luôn á. Mệt chết luôn. Mà ba đâu rồi? Ba mới đi vô trong nhà đó. Út làm tiếp đi nha. Hai vô coi ba làm sao rồi quay lại. Chị chồng nghỉ mệt nha. Ôi da. Cứ mỗi khi trái gió trời trời hay ba làm việc nặng gì đó, cái vết thương nó hành hơi nhức. Ba ơi, ba có vết thương nhỏ vậy thôi mà ba đau hoài vậy hả? Vậy mấy người thương binh liệt sĩ mà vết thương còn nặng hơn ba, chắc họ khổ lắm hả? Bởi vậy mà cũng phải đành chịu thôi con. Chiến tranh mà, bom bay đạn lạc, biết đường ở đâu mà lần. Ba cũng may mắn các đồng chí khác lãnh có cái thẹo nhỏ vậy thôi. Ba đỡ đâu chưa ba? Đỡ nhiều rồi con gái. Đúng là bác sĩ tương lai có khác ha. Ba đừng có chọc con hoài. Làm như tay con là tay tiên á. Tay con mà tay tiên á. Ở bên làng bánh tráng chắc con làm được cả 100 cái bánh tráng luôn rồi á. Thôi được rồi, ba đỡ đau nhiều rồi. Sao qua bên đó thấy sao rồi? Dạ cũng vui ạ. Học nghề vui lắm ha. Dạ. Cô Bảy con có khỏe không? Dạ cô Bảy khỏe ạ. Rồi con về bên đây rồi bên đó có ai buồn gì không con? Con không biết. Đâu có ai thích con đâu. Chắc không ai buồn đâu. Mà muốn ba đừng ghẹo con vậy nữa nha. Nghe cái giọng con gái của ba hình như là trách hờn ai đó đúng không? Không phải. Tại con mới về nên con mệt thôi. Nếu mà vai ba hết đau rồi thì con xin phép vô trong tắm rửa thay đồ ạ. Thôi được rồi, vô tắm rửa thay đồ đi. Má con đi chợ sắp về rồi đó. Dạ.
Giải thích được không? Chuyện hiểu lầm thôi Lan. Không có giải thích gì hết. Anh đúng là đồ biến thái. Tôi không phải biến thái mà. Tại lúc đó cái quần bị rách nè. Đúng rồi. Thấy con hồ sĩ mới chui vào đó trốn. Thì vào đó Lan đến cuốn quá, không biết phải làm sao mới chui vào cái lu nước. Bảy đừng có tin ổng. Mới nãy hả? Ông còn ôm con, ông sàm sỡ con nữa đó. Hả? Trời ơi, có đàn ông đàng hoàng nào mà lại đi sàm sỡ phụ nữ chị bán hay băng mặt như vậy không? Con không có tin, con đi đây. Chắc bây giờ Lan chưa hết giận mình đâu. Tự nhiên lại gặp chuyện suối quẩy không? Không đâu vào đâu. Vậy là hôm ở nhà xe, anh ta cố tình xé áo mình chứ không phải tự nhiên mà nó như vậy. Chào em nha. Ê, chào chàng trai miền Tây hăng say làm việc chăm chỉ nha. Ê, rồi tao đến đi Cần Thơ 2-3 ngày nữa về, ok? Cô nó hờ hững kìa mày. Ê, chán của tao rồi phải không? Là tao đang có chuyện không vui thôi. Nhìn cái biết liền. Ôi, ba cái chuyện hiểu lầm nữa chứ gì. Muốn giải thích á, thì qua bên xe đét giải thích cho em nghe. Mắc gì buồn. Tôi nói đúng đó. Buồn làm chi em ơi, nắng mưa nào phải do mình. Mặc cái tòng dở thiệt chứ, hát không vô luôn. Tất cả là thiên lý, ai ngờ tình đành dở dang. Qua tiệm Lan đi, đừng có hoang mang nữa. Thôi, ở nhà còn bao nhiêu việc nữa. Với lại Lan còn giận tao, tao mà qua có khi lại phản tác dụng nữa. Thôi tùy mày, muốn sao cũng được á. Cứ suy nghĩ đi, nhưng mà đừng nghĩ lâu quá, người ta nghỉ chơi mày luôn á. Gì vậy? Người ta nghỉ chơi nó, mắc gì mày lên cân xuyển? Tao đâu có xuyển. Chứ sao? Tao lên cân say. Say cái gì? Tao say đắm em hot girl kìa. Ủa trời, em ghệ miền Tây. Em không phải miền Tây, em bên Tây mới về. Sao mày biết? Tao đoán vậy. Cẩn thận nha má mi. Con cẩn thận. Cô chào mấy con. Dạ chào cô. Cho cô hỏi đây có phải là nhà của anh hai bán bánh tráng? Cô ba. Anh hai. Anh hai. Anh hai khỏe không? Lâu quá không gặp. Em nhớ anh hai quá à. Tôi cũng nhớ cô ba. Anh hai khỏe không? Để em coi nè. Tôi khỏe. Cô vẫn khỏe hả? Ai vậy? Con Thắm. Má mi. Con Anna Tiểu Phụng, con gái em đó. Con. Hello chú. Con chú đi con. Nhớ thằng này không? Ai vậy anh hai? Thằng Phong đó. Thằng Phong con trai anh đó hả? Nó đó. Trời, lúc em đi á, nó mới 4 tuổi có chút xíu mà bây giờ cao lớn vậy đó hả? Ừ. Bây giờ con trai lớn quá trời luôn, cô chào con nha. Dạ chào cô. Oh my god, he's so handsome, I like it, hi. Mommy,
Ở đây là tài trạng như vậy hả má nghi? I like it. Bé Na, anh cũng like em lắm. Anh sẽ tự giới thiệu, anh là Tuấn. Người ta hay gọi anh là Tuấn Bèo. Anh chào em. Hi. Chào em, anh là Nam. Mommy, chào gì thì thích nhưng mà chóng mặt quá. Em chóng mặt hả? Anh mua thuốc cho em uống nha. Hi cô. Chào thôi chứ không say nữa đâu, chóng mặt lắm rồi. Đây nè, xách đồ của cô ba vô nhà đi. Nha. Em đồ vô đi con. Bây giờ vô nhà đi. Dạ. Bữa nay tôi chuẩn bị mấy cái món ăn mà cô ba thích. Vậy hả anh Hải? Nhiều món lắm, thôi kể không hết đâu. Cô ba có về quê chưa? Dạ có, em mới bên Cà Mau qua. Có mua tùm đất cho anh Hải nữa đó nha. Biết ý tôi ghê à. Có mắm kho và rau nữa nghe. Vậy hả? Ừ. Dạ. Đem đồ vô con. Mời em. Kéo ta ly giùm nha. Mày chủ nhà, hai cái ba ly, mày khinh vô đi. Cà Mau, sao ba bây giờ mới nói cho con biết? Mà ba hứa hôn con với ai? Người đó như thế nào con không hề biết. Người đó là người ơn của ba, quê ở Cà Mau. Nếu không có người đó, ba chết rồi. Vì vậy ba giữ lời hứa với người ta, ba không thay đổi được đâu. Ba có biết ba làm như vậy á là ba can thiệp đến đời sống hôn nhân của con không? Ba xin lỗi con nha. Từ trước đến nay ba rất tôn trọng con. Những chuyện gì con làm ba không muốn xen vô. Con muốn làm gì con làm, con muốn quyết gì con quyết. Nhưng cái chuyện này bắt buộc con phải nghe ba. Dì này cũng dân gốc Cà Mau, lại thân thiết với ba. Không lẽ đây chính là người mà ba đã hứa hôn sao? Ủa Lan đâu rồi ta? Cái gì từ từ thôi, cái thằng này cứ nhoi nhoi hoài vậy. Làm gì đứng được mặt ra vậy? Ê, đừng nói với tao là mày mê ẻm nha. Ẻm là của tao đó. Cái gì vậy? Làm như ai gặp gái cũng hao háo như tụi bay vậy đó. Ừ. Ê, cái thằng kia, có mình thằng này mê gái thôi nha. Còn tao là không hề à. Mày mê trai hả? Ừ. Tao mê ai kệ tao, liên quan gì tới mày. Thôi không giỡn nữa. Hai người đó là người thân của chú Hai hả? Thì tụi bay cũng nghe hết rồi đó, còn hỏi nữa. Tuấn. Ừ. Tao không đi Cần Thơ đâu. Có sao vậy? Tao bị đau. Bị đau gì? Có sao không? Đau tim. Bỗng nhiên có một mũi tên lao thẳng như là mực trái của tao, khiến trái tim của tao loạn nhịp. Tao lao cái mày này vô mặt mày bây giờ. Nè ha, mày xô tao vô bụi tao còn nhớ rất rõ nha. Nha, cái thằng mê gái bỏ bạn. Gái không mê chứ mê cái gì mày? Cái vấn đề sai ở đây á là mày là bạn của tao mà mày bỏ tao, mày theo gái, coi sai không? Mày phải hiểu cho tao chứ. Tao gặp được chân ái của đời tao rồi. Thôi, mày nói vậy á thì tao cũng ở lại đây luôn, chứ đi mình đâu vui. Trời,
Hai đứa bay đúng là bó tay rồi.